Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề giáo dục và tri thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị đuối nước, đặc biệt cao điểm vào các tháng hè và mùa mưa lũ. Con số thống kê cho thấy chỉ có khoảng 30% số trẻ biết bơi. Con số trẻ có kỹ năng và kiến thức về an toàn nước còn ít hơn. Từ năm 2016 đến nay, với sự hỗ trợ của tổ chức Huế Hép, hàng nghìn trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được học bơi miễn phí, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước, vốn là nỗi lo lắng của nhiều phụ huynh và nhà trường mỗi khi hè về. Thừa Thiên Huế vốn có nhiều hệ thống sông rạch, ao hồ, đầm phá, nên việc trẻ em tiếp xúc nhiều với các nguồn nước mở là điều không thể tránh khỏi. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ tử vong do đuối nước hàng năm khá cao. Từ năm 2016, tổ chức Huế Hép với sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ khác đã tiến hành mở các lớp dạy bơi miễn phí trên địa bàn tỉnh. Với sự đồng thuận của Sở Giáo dục và Đào tạo, chương trình được triển khai rộng rãi đến các trường tiểu học, đặc biệt là với các trường ở vùng thấp lũ, đầm phá, có nguy cơ đuối nước cao. Huế Hép đã phối hợp với Sở Giáo dục để triển khai chương trình bơi, dạy bơi cho các em ở trường tiểu học thì đã được từ năm 2011 đến nay. Thì cho đến nay thì đã hơn 11.000 trẻ em đã được tham gia cái chương trình bơi này và cũng Huế Hép cũng đã đào tạo hơn 500 giáo viên để thực hiện chương trình bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em. Qua quá trình tham gia giám sát và triển khai các dự án ở các tỉnh, các huyện ở Phú Lộc, Phú Vang và Quảng Điền thì cái sự ủng hộ của ban giám hiệu nhà trường cũng như là người dân ở đây là rất là quan tâm đến cái chương trình này vì giúp cho các em có cái tự bảo vệ các em trong cái vùng ở những cái vùng sông nước. Huế Hép thì cũng đã thực hiện là về cái phương dạy bơi, đồng thời là cũng dạy cứu hộ cho các em. Cái chương trình này là bao gồm cả kết hợp những cái ý thức an toàn của các em ở các vùng sông nước và cũng đã giảm được cái tỷ lệ đuối nước ở các vùng này qua những cái năm là Huế Hép đã về thực hiện ở các vùng và các huyện, ba huyện vừa rồi. Đây là một lớp học bơi miễn phí được tổ chức ngay trên một vùng nước ở xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền. Với những vùng có địa hình sông nước đầm phá như Quảng Điền, việc dạy bơi cho trẻ ở ngay trên vùng nước mở có nhiều lợi thế. Một là tận dụng được địa hình sông nước, không phải mất chi phí đầu tư hồ bơi hiện đại. Hai là giúp trẻ làm quen với điều kiện thực tế nhằm có thể ứng biến tốt khi xảy ra sự cố. Tất nhiên, vùng nước này đã được tổ chức Huế Hép khảo sát kỹ với các điều kiện phù hợp về độ sâu, dòng chảy và đảm bảo các yếu tố về môi trường. Những giáo viên của trường được đào tạo tập huấn bài bản để có thể hoàn thiện kỹ năng bơi cho trẻ trong thời gian 2 tuần. Qua kinh nghiệm nhiều năm tổ chức, có thể nói mô hình dạy bơi này đã chứng minh tính hiệu quả khi hầu như trẻ đều biết bơi hoặc có khả năng tự cứu mình sau 2 tuần đào tạo. Khi mà em về đây á, mà khi mà chưa khảo sát mà năm ngoái là năm đầu tiên thì em thấy là em tưởng cứ ngờ là dân đầm phá cho nên biết bơi nhiều, nhưng mà em thấy là cỡ khoảng 1-2 em chỉ nói biết bơi thôi. Nhưng mà sau một khóa học thì em thấy là đa số mà những em mà đi đầy đủ với những em mà là 4-5 là hầu như là bị bơi hết, bơi ngắn bơi dài thôi, hầu như bị bơi hết. Không chỉ học bơi, trẻ còn được huấn luyện các kỹ năng cứu hộ khác khi phát hiện các trường hợp đuối nước và nhận thức an toàn dưới nước. Đây là kỹ năng quan trọng mà ít lớp dạy bơi khác thực hiện. Trên thực tế, kỹ năng ứng biến và giữ an toàn cho mình và người bị nạn có tầm quan trọng tương đương với kỹ năng bơi. Điều này giúp cứu được nhiều trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Trong cứu hộ thì bọn em cũng là dạy cho rất là kỹ. Những kỹ năng ví dụ như có người đuối chẳng hạn thì mình không trực tiếp xuống sông, xuống ao hồ để cứu đuối, mà chúng ta sẽ dùng một số cách để làm. Ví dụ như là chúng ta có thể là hô lên cho người đuối đó bình tĩnh, hoặc là hô hoảng lên để cho những người xung quanh họ biết được để họ tới hỗ trợ cho mình để mình cứu. Rồi có cách cứu hộ thì mình có nhiều cách cứu hộ, ví dụ xung quanh mình quan sát xung quanh là có những cái sao hay là những vật nổi thì chúng ta quăng, nhưng mà khi những vật nổi chẳng hạn như có một cái pháo chẳng hạn xung quanh đó thì chúng ta cũng nhanh đó là bạn hãy bình tĩnh, tôi sẽ cứu bạn chẳng hạn, thì mình sẽ nhắn chân và quan sát và tìm vật nổi. Nhưng mà trong quá trình quăng vật nổi thì mình cũng phải là chú ý là dạy các em là kỹ năng quăng, vì các con tìm vật nổi rất là khó. Một vật nổi ở đây là cái đó rất là quan trọng, thường ngày không quan trọng nhưng đến bây giờ là có một vật nổi hay có một cái sao gì đó là cái có dây gì đó là chúng ta rất quan trọng. và cũng dạy cho các em là cái kỹ năng, và sau khi giáo viên thực hành xong thì cho học sinh thực hành. Hơn 2.000 trẻ em chết đuối một năm tại Việt Nam là một con số rất lớn. Đuối nước diệt chết nhiều trẻ em hơn bất kỳ bệnh hoặc nhiễm trùng nào, nhiều hơn cả sốt rét, lao, HIV/AIDS, sốt xuất huyết và suy dinh dưỡng kết hợp. Nhưng đuối nước có thể phòng ngừa được. Vì vậy, chương trình bơi vì an toàn của Huế Hép đào tạo giáo viên trường học như giáo viên dạy bơi, sau đó tiếp tục đào tạo trẻ em về bơi lội và nhận thức về an toàn dưới nước. Với chương trình bơi lội sinh tồn này, trẻ em được dạy 18 bài học toàn diện. Đây là điều hết sức cần thiết, đặc biệt là trong những thời điểm trẻ không đến trường như trong giai đoạn này. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành giáo dục đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho các thí sinh cũng như là cán bộ tham gia coi thi. Cho đến thời điểm này thì chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Để biết thêm thông tin chi tiết về công tác chuẩn bị của ngành giáo dục cũng như là những phương án dự phòng cho mọi tình huống có thể xảy ra, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là trong thời điểm mà rất nhiều biện pháp giãn cách xã hội được triển khai thì ngành giáo dục đã có sự chuẩn bị như thế nào để đảm bảo một kỳ thi an toàn ạ? Phải nói rằng ngay sau khi mà dịch Covid bùng phát trở lại, ngành giáo dục đào tạo đã thấy đây là một cái khó khăn của tổ chức kỳ thi năm nay, đã xây dựng các cái phương án để tham mưu cho ban chỉ đạo thi của tỉnh. Trong đó trước hết là vấn đề đảm bảo an toàn cho cả cán bộ giáo viên và thí sinh trong quá trình tham gia kỳ thi. Chúng tôi cũng đã có văn bản gửi cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng một cái phương án hỗ trợ cho ngành giáo dục, một phương án phòng thi, điểm thi dự phòng. Ngành giáo dục đã chủ trương là bố trí cái điểm thi ngay tại trường của các em dự thi, các em học, để rồi hạn chế cái việc đi lại của các em học sinh, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các em học sinh. Thì năm nay như hàng năm thì 32 điểm thi, năm nay là tăng lên 35 điểm thi. Tuy nhiên sau khi mà tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại, chúng tôi đã xây dựng cái phương án dự phòng, đó là tăng gấp đôi số lượng điểm thi. Thì như vậy bây giờ các cái điểm thi của các trường cấp 3 là điểm thi chính, thì chúng tôi bố trí ngay một cái điểm thi dự phòng là trường trung học cơ sở ở bên cạnh, để nếu cái phương án mà trong cái điểm thi này đến trường hợp bất trắc mà có vấn đề mà chúng ta không thể sử dụng được, thì chúng tôi vẫn sử dụng cái phương án dự phòng là trung học cơ sở bên cạnh để rồi các em sang đó dự thi. Đó là phương án đầu tiên. Phương án thứ hai thì ngày hôm qua đây cũng đã được Bộ Giáo dục Đào tạo có một hướng dẫn rất là kỹ lưỡng, đó là đối với các trường hợp F0, F1, F2 và các F khác thì quy định rất là rõ. F0 là được miễn thi và được đặc cách. Và nếu các em mà có nguyện vọng tuyển sinh vào các trường đại học thì Bộ cũng chỉ đạo cho các cái trường đại học để có cái phương án tuyển sinh phù hợp cho các em học sinh. Đối với các em mà diện F1 thì được thi trong cái khu vực cách ly, hoặc là thi điểm thi tại gần cái khu vực cách ly để có sự giám sát, theo dõi. Và đối tượng là F2 thì được các điểm thi bố trí trong các cái phòng thi dự phòng. Thì theo quy định của điểm thi thông thường thì trong mỗi điểm thi sẽ bố trí 2 cái phòng thi dự phòng. Nhưng mà với tình hình như hiện tại thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái phương án ra soát tất cả các cái phòng làm việc của các thầy hiệu trưởng, hiệu phó, của các cái thư viện, của các cái phòng tính học, phòng thiết bị ở trong trường học có thể để tận dụng để làm được phòng dự phòng. Thì chúng tôi đều bố trí tất cả các cái phòng ở trong một cái điểm thi đều trở thành là phòng dự phòng. Như vậy trong một cái điểm thi, thay vì trước đây là có 10 phòng thi, 2 phòng dự phòng, thì bây giờ có 10 phòng thi thì có 10 phòng dự phòng, để rồi những cái trường hợp mà phát hiện nếu có tình trạng mà các em học sinh mà sốt hoặc cảm thì chúng ta cũng đưa vào cái phòng dự phòng này để rồi có bác sĩ theo dõi, đồng thời là cũng tạo điều kiện tốt nhất để rồi giám sát và tổ chức cho các em làm bài thi. Thì đó là cái phương án mà Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã chuẩn bị tính hết tất cả các phương án xấu nhất thì cũng đã được đưa ra. Vâng, thưa ông, đó là cái công tác chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho các thí sinh cũng như là cán bộ coi thi từ phía ngành giáo dục. Vậy còn đối với bản thân mỗi thí sinh hay là cán bộ coi thi thì cần phải chủ động bảo vệ mình như thế nào? Ngành giáo dục thì đang có văn bản chỉ đạo các nhà trường, đặc biệt là phải tăng cường công tác tuyên truyền. Mỗi thầy cô giáo, một cán bộ nhân viên, một em học sinh phải là một tuyên truyền viên về cái chống dịch bệnh Covid, phải nâng cao cái ý thức đó cho đội ngũ thầy cô giáo cũng như các em học sinh. Để từ đó thì yêu cầu các thầy cô giáo phải khai báo trung thực, vì nếu thầy cô báo đầy đủ, có thông tin đầy đủ thì chúng tôi để danh sách các thầy cô không phải làm nhiệm vụ coi thi. Như vậy thì những cái việc này là chúng tôi quán triệt ngay từ đầu bước vào mùa thi. Thì hiện nay thì trong một số thầy cô giáo đi làm trưởng điểm thi, hiện nay chúng tôi vẫn điều chỉnh. Một số thầy cô giáo thì có tiếp xúc gần với một số trường hợp là F2 thôi, nhưng mà theo cái quy định của huyện thì chúng tôi thấy có trong danh sách là chúng tôi cũng đưa ra khỏi làm nhiệm vụ của trường điểm thi để tránh tạo ra những cái dư luận không hay ở trong xã hội, cũng như đảm bảo sự an toàn cho các học sinh. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị chuyển hết tất cả các quy chế về cho đội ngũ các thầy cô giáo của trường trung học cơ sở để mà chuẩn bị cái điểm thi dự phòng đó, thì các thầy cô giáo đều phải học quy chế. Cho nên đến cái ngày đó, khi có quyết định điều động thì các thầy cô giáo cũng đủ các cái điều kiện để làm cái nhiệm vụ trong quá trình coi thi, làm nhiệm vụ ở điều hành công tác kỳ thi. Thì đó là tất cả cái công việc mà ngành giáo dục cũng đang chuẩn bị hết đầy đủ. Và trong tuần tới này thì chúng tôi sẽ thực hiện họp trực tuyến với tất cả các điểm thi, với tất cả các hiệu trưởng nhà trường và các thầy cô giáo, để rồi triển khai hết tất cả các cái phương án để cho thầy cô giáo đến khi tổ chức kỳ thi trong cái điều kiện xấu này thì các thầy cô giáo cũng đảm bảo thực hiện đúng cái kế hoạch của mình, và rồi kỳ thi nó đạt được cái kết quả. Năm nay thì bên cạnh cái tâm lý lo lắng của các em học sinh trước kỳ thi thì còn có cái tâm lý lo lắng trước dịch Covid-19. Vậy thì ông có những lời động viên như thế nào đối với các em để có thể là vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất ạ? Thì phải nói rằng với các em học sinh năm nay thì rất là khó khăn, như tôi đã trao đổi. Công tác dạy học của các nhà trường cũng rất là vất vả. Tuy nhiên thì những cái khó khăn của các em thì cũng đã được Bộ Giáo dục tính đến, được lãnh đạo tỉnh và sở tính đến, cũng tạo điều kiện hết sức tối đa cho các em học sinh trong quá trình các em trong những ngày các em ở lại trở lại trường đi học. Thì thầy cô giáo cũng đã hết sức rồi hướng dẫn cho các em, đặc biệt là cái quá trình dạy học truyền hình. Thì sau đó Sở Giáo dục Đào tạo vẫn tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh để rồi tổ chức cả cái kênh. Bây giờ hiện giờ các em ở nhà rồi, còn 10 ngày các em thi thì các em ở nhà rồi. Tuy nhiên tất cả các cái công cụ để các em theo dõi bài vở thì đều có sẵn ở trên cổng thông tin điện tử của Sở, của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Các em cứ vào đó rồi các em xem lại bài, các cái bài hướng dẫn của các thầy cô giáo trên truyền hình. Tất cả những kiến thức đó rất là bổ ích, giúp cho các em là duy trì được cái tâm thế để các em bước vào cái phòng thi nó tốt nhất. Với cái điều kiện năm nay theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, sau cái lần làm việc với Bộ trưởng Bộ Giáo dục về đến thăm Huế thì cũng trên quan điểm là cái năm nay rất là khó khăn cho các em học sinh, cho nên việc mà tổ chức thi với cái đề thì cũng đã vừa phải vừa sức đối với các em học sinh. Tất nhiên là có một cái phần nhỏ để phân luồng học sinh, thì phần này nó cũng không phải là điểm lớn lắm. Thì đối với dành cho những em học sinh xuất sắc thì em có thể làm tròn 100%, còn lại tất cả các em học sinh bình thường các em cũng thể làm để đạt cái kết quả tốt nhất của mình. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái điều kiện thuận lợi mà Bộ trưởng và mọi người cũng rất là lo cho và tạo điều kiện thuận lợi các em học sinh. Cho nên các em xin cứ yên tâm, các em giữ gìn sức khỏe cho tốt, rồi chuẩn bị cả cái điều kiện tốt nhất như khẩu trang, như cả cái trang bị đầy đủ cho mình để khi mình bước vào phòng thi đảm bảo. Còn nếu vào phòng thi nếu có vấn đề mà phát hiện ra có sốt hoặc sổ mũi, vấn đề gì thì vẫn bình thường. Việc đó thì các thầy cô giáo cũng kiểm tra sức khỏe các em, rồi cũng bố trí vào cái phòng dự phòng, các em vẫn làm bài thi bình thường, không có một rào cản nào hết. Thì dựa cái công tác quan tâm là chỉ đạo của tỉnh, của các sở ban ngành, của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cũng giống như sự quan tâm của phụ huynh học sinh và sự nỗ lực của các em học sinh, thì tôi nghĩ rằng cái kết quả sẽ cũng rất là khả quan. Một lần nữa xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Chuyên đề Giáo dục và tri thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.